Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã đến với bản tin thời tiết được phát sóng hàng ngày trên lao động.vn. Bản tin dự báo thời tiết trong đêm nay và ngày mai 13 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây. Thưa quý vị, phía Tây Bắc Bộ được dự báo là trời có nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, Mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất được dự báo là từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất được dự báo là từ 27 đến 30 độ. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm hôm nay đến ngày 15 tháng 9, trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2 đến 4 m. Trong đợt lũ này mực nước đỉnh lũ ở các sông suối nhỏ khu vực thượng lưu các sông Thương, sông chảy, sông Thao, sông Lô, sông Mã có khả năng đạt mức báo động 1. Cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Trung du phía Bắc và Thanh Hóa, đặc biệt là các tỉnh như là Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Quảng Ninh lũ trên các sông suối có thể gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông suối, ảnh hưởng đến các hoạt động của giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và hoạt động nông nghiệp tại các bãi sông, bờ sông. Sang đến khu vực Tây Nguyên, dự báo trời có mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Dưới đây là thông tin chi tiết. Về tình hình thời tiết biển, thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan, được dự báo có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Còn về quần đảo Trường Sa được dự báo có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Độ cao sóng từ 1 đến 2 m Quay lại với thời tiết trên đất liền, dự báo trong đêm nay và ngày mai, thủ đô Hà Nội tiếp tục hình thái trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rông. Gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ được dự báo là từ 24 đến 29 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết trong đêm nay và ngày mai. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.